ban đầu thì với bước vào phỏng vấn em khá là run khi lần đầu được đứng trước cũng như là được trò chuyện trực tiếp với thầy là chủ doanh nghiệp. Nhưng mà trong quá trình trò chuyện thì thầy khá là cởi mở cũng như là chia sẻ được những cách mà về kinh doanh cũng như là về vốn quý của con người, thì em thấy khá là tự tin hơn, đồng thời có thể là giúp đỡ bản thân mình hiểu được một phần nào đấy về giá trị cốt lõi trong kinh doanh. Ấn tượng của em đó chính là về thần thái của các anh chị khi mà đối với bọn em bước chân vào trường khá là run, lo lắng về không biết bản thân như nào, thì các anh chị đến với một phong thái tự tin. Sự giao tiếp cũng như là cách ứng xử với anh chị khiến bọn em có phần nào đó là tự tin hơn về bản thân cũng như là có quyết tâm để thi vào trường của mình. Cô thấy ở đây các trường, các thầy là rất cởi mở. Thực sự là bước đầu đến là cũng hơi áp lực, cũng hơi cảm giác là cũng hơi run. Nhưng mà khi được gặp các bạn ở trên trường thì các thầy ở đây thì mình thấy nó rất nhẹ nhàng mà ai cũng cởi mở vui vẻ. Khi mà em được phỏng vấn, ngồi phỏng vấn cùng các thầy là doanh nhân và các câu hỏi thầy đặt cho em thực sự là không quá khó, nhưng mà em trả lời bằng hết tất cả các những gì mà em đã tâm huyết của em trả lời cùng với thầy. Và đó là hôm nay được kết quả như vậy là một điều thực sự khiến em cảm thấy rất là vui. Và đây là một niềm động lực rất là lớn trong tương lai của em và trong cuộc đời sau này của em. Đến buổi hôm nay thì ví dụ như cô tiếp xúc với lại các bạn học sinh đang học ở trường thì cô thấy là cái kỹ năng giao tiếp thì rất hoạt bát, mà nhìn chín chắn hơn so với lại các bạn là đang ở cấp 3 mà trong khi đó mới cách nhau có mấy tháng học thôi. Thì cô thấy cái sự chín chắn của các bạn là hiện rõ nhất. Các thầy phỏng vấn thì cô thấy cũng vui vẻ, nhiệt tình và cũng sát sao với lại các em để hướng cho các em về những cái ngành nghề sau này là nó sát sao hơn. Thấy các thầy nhất là cũng vui tính, hai là cũng sát sao, các bạn chững chạc hơn. Em ấn tượng về điều được phỏng vấn trực tiếp ạ. Em mong đợi nhất là bản thân mình trở nên tốt hơn, chững chạc hơn, tự tin hơn ạ. Lý do để em chọn trường doanh nhân CEO Việt Nam Global có đầu tiên có lẽ là về chương trình đào tạo. Khác so với các trường đào tạo khác, đó là trường đào tạo dựa trên tiêu chí đó là thân tâm tuệ và sử dụng mô hình đào tạo đó là mô hình quân đội. Khác với các trường đào tạo khác thì sau khi 4 năm chúng ta ra trường mà vẫn chưa tìm được công việc thì ở đây ngay từ năm thứ 2 đã có được môi trường cũng như là công việc ổn định để học sinh, học viên có thể phát triển năng lực bản thân của mình ạ. Em hy vọng bản thân em có thể thay đổi để có thể là rèn luyện bản thân trở thành một người tốt hơn này, cũng như là có thể sau này ra trường sẽ phát huy được năng lực của bản thân mình và tố chất của bản thân ạ. Lý do em vào trường doanh nhân là khi mà em được theo dõi trường ở trên mạng xã hội cũng như là ở các kênh truyền hình thì em thấy rất là tâm huyết và có một cái khát vọng được vào trường để mà thay đổi chính bản thân mình và có giá trị hơn cho cuộc sống vì những cái triết lý của trong trường về thân tâm và tuệ được thầy Ngô Minh Tuấn áp dụng đạo Phật vào trong cuộc sống cũng như là trong công việc rất là thành công. Và điều đó là một điều mà khiến em cảm thấy là rất là tự hào mà khi được học trong trường cùng với các thầy cô cũng như các bạn bè. Mong đợi về tương lai của em đó chính là sau này em sẽ trở thành một giám đốc kinh doanh thật là giỏi và bản thân em sẽ có giá trị nhiều hơn và em sẽ trao giá trị đó cho xã hội và cộng đồng nhiều hơn nữa và sẽ làm ông bà em phải tự hào về em. Thì tôi thấy tham quan nhà trường và tất cả đi lại rồi thí sinh mà thi ở đây thì tôi thấy rất yên tâm. Tôi cũng muốn cho cháu vào đây để học hành, để thành đạt, để lên người. Thì tôi rất là yên tâm. Tôi thấy là các cháu cũng phấn khởi. Mà nhà trường thì tôi thấy ít nhà trường được như thế này, quy củ như thế này. Thì chúng tôi gửi con, gửi cháu vào đây chúng tôi cũng yên tâm lắm. Cô cho em học ở muốn là để tìm hiểu học cái trường này vì là cũng muốn là em nó có nhiều về thực tế, có nhiều về trải nghiệm. Và như cô nghe trên mạng ấy là thông tin đại chúng thì là về trường thì nó sát sao mà thực tiễn với lại nhà mình mà có những cái trải nghiệm để cho các em sau này ra trường hoặc ra đời những cái làm ăn đấy nó thực tế hơn. Các thầy rất là thân thiện, rồi cũng để cho các bạn và cô đưa bạn đi thì cô cũng thấy là yên tâm. Cô cũng rất muốn để cho con cô theo một cái hướng mà thân tâm tuệ, nói chung là đào tạo theo một cái hướng như thế thì cô thấy là yên tâm để gửi gắm con mình. Và có thể sẽ mong muốn là bạn ấy sẽ có cơ hội để mà đào tạo ở cái môi trường này. Tìm hiểu được thì cũng biết là về môi trường của mình
thì cũng gia đình cũng rất có nguyện vọng là cho con được về cái môi trường của trường mình để được rèn luyện, được rèn luyện về các chương trình học của trường mình ạ. Để sau này các con có đi ra ngoài trường đời là các con có một cái kiến thức và có một cái kỹ năng và có một cái vốn về từ thân, từ tâm đến tuệ, các con là có đầy đủ để con phát triển bên ngoài, cho cuộc sống bên ngoài.